Ngày 16 tháng 2 vừa qua, tập cuối cùng của Crash Landing on You, tựa Việt là Hạ cánh nơi anh, đã ra mắt khán giả, trở thành tập phim có kỷ lục rating cao nhất đại cáp tại Hàn Quốc. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, tuy câu chuyện tình yêu vượt biên giới giữa Ri Chang Hyuk và Jun Seri đã tạm khép lại, thế nhưng các khán giả trên khắp châu Á vẫn không ngừng bàn tán và chia sẻ về tác phẩm này. Vì sao Hạ cánh nơi anh lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy? Hãy cùng phê phim tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Video này sẽ không hé lộ các tình tiết quan trọng của phim đâu, chỉ là những nhận xét rất khách quan mà thôi, nên kể cả bạn chưa xem hoặc chưa xem hết cũng đừng lo nha. Biết đâu video này sẽ là động lực để các bạn thưởng thức ngay bộ phim này thì sao? Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng mình lý giải sức hút của bộ phim này thôi. Phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc đối với hàng triệu khán giả khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Chúng ta lớn lên với những Nước thang lên thiên đường, Bản tình cao mùa đông, Chuyện tình Harvard, Vườn sao băng, Reply 1988, hay những series gần đây như Hậu duệ mặt trời, Huyền thoại biển xanh, Thư ký Kim sao thế, vân vân. Thế nhưng, càng nhận được nhiều sự yêu thích và chú ý, khán giả lại càng kỳ vọng cao hơn vào các nhà làm phim Hàn. Họ trông đợi nhiều điều thú vị hơn nữa, cả về nội dung và hình thức. Ngoài những câu chuyện tình yêu đẹp như mộng, đẫm nước mắt và có đôi phần xến xúa đã trở thành đặc sản. Và đương nhiên, Hàn Quốc không làm người hâm mộ phải chờ đợi lâu, khi một lần nữa họ lại khiến khán giả trong nước và quốc tế dậy sóng với một chuyện tình vượt không gian, xuyên biên giới, tuy nhiều nước mắt nhưng vẫn rất hài hước, nhẹ nhàng và tinh tế. Luôn đứng đầu tỷ suất người xem ở nhiều quốc gia và ngày càng gia tăng sức hút, ngay cả khi bộ phim đã kết thúc với tập 16 vào ngày 16 tháng 2 vừa rồi, Crash Landing on You, tựa Việt là Hạ cánh nơi anh, chiếm một vị thế quan trọng trên sóng truyền hình Hàn Quốc trong dịp đầu năm mới này. Nhiều khán giả nhận xét rằng, điều tạo nên sức hút của Hạ cánh nơi anh được thể hiện ngay từ đề tài mới lạ và táo bạo, với một bối cảnh chưa từng có tiền lệ trong dòng phim hài lãng mạn, vốn luôn là thế mạnh của điện ảnh xứ Kim Chi. Không chỉ đơn thuần kể về câu chuyện tình yêu giữa tài phiệt và quân nhân, giữa hai nhân vật còn có nền tảng cực kỳ khác biệt. Crash Landing on You còn thể hiện sự độc đáo khi chạm tới các yếu tố về quan hệ nhạy cảm giữa hai quốc gia, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên. Một chủ đề mà thông thường nghệ thuật thường tìm cách né tránh. Có lẽ đó là lý do mở đầu mỗi tập phim luôn là dòng thông báo. Mọi câu chuyện, nhân vật, bối cảnh trong phim đều là hư cấu. Phim kể về Jun Seri, một cô tiểu thư giàu có, là giám đốc của một thương hiệu đình đám tại Hàn Quốc, đồng thời vượt mặt hai anh trai để trở thành người kế nhiệm tập đoàn lớn của cha mình. Seri rất tự tin, thông minh, độc lập, luôn muốn chứng tỏ bản thân. Trong một lần đích thân đi bay dù lượn để thử nghiệm sản phẩm của công ty, cô đã bị cuốn vào một trận lốc xoáy và rơi vào vùng phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Tại đây, Seri gặp gỡ anh chàng trung đội trưởng Ri Jung Hyuk và bắt đầu một hành trình dở khóc dở cười tại mảnh đất cấm kỵ này. Vì tấm lòng nhân hậu và tình cảm đặc biệt dành cho cô, Jung Hyuk và các binh sĩ của mình đã tìm hiểu cách giúp đỡ Seri bí mật trở về quê hương. Từ việc sử dụng tàu cá trong đêm cho đến việc sắp xếp để Seri đi châu Âu tham dự cuộc thi điền kinh với tư cách là vận động viên dự bị. Chính trong những ngày ấy, Seri và Jung Hyuk dần nảy sinh tình cảm với nhau. Đồng thời, Seri cũng thân thiết hơn với nhóm binh sĩ và người dân ở quân thôn Bắc Hàn. Đặt hai nhân vật vào một bối cảnh cực kỳ nhạy cảm. Tuy là một phim hài lãng mạn, nhưng Hạ cánh nơi anh khiến người xem hồi hộp và tò mò trước những diễn biến phức tạp và những âm mưu của bộ máy quân sự cùng nhiều nút thắt chồng chéo liên tục được đưa ra. Đan xen những tình tiết dễ thương của các nhân vật, hình ảnh những người lính Bắc Hàn xuất hiện với sự nhẹ nhàng có phần được lãng mạn hóa. Có lẽ là một hướng đi đầy mạo hiểm và táo bạo của biên kịch. Thế nhưng, không mạo hiểm thì không thể tạo nên sự đột phá. Dù gây nhiều tranh cãi khi xây dựng hình tượng quân nhân quá đáng yêu, ngọt ngào, nhưng không thể phủ nhận chính những điều đó đã khiến khán giả yêu mến câu chuyện mà phim tạo ra hơn rất nhiều. Đặc biệt, đất nước được mệnh danh bí ẩn nhất thế giới, Triều Tiên, được góc máy truyền hình khai thác sinh động về văn hóa cũng như con người, đem tới những trải nghiệm rất thú vị cho khán giả Hàn Quốc và khán giả nước ngoài. Với concept chuyện tình định mệnh vượt qua mọi rào cản, được thể hiện duyên dáng, tự nhiên, phim khiến người xem thực sự rung động theo nhân vật, cùng khóc, cùng cười với từng diễn biến. Kể cả đối với những người chưa từng yêu, những ai đang ở trong một mối tình, hay cả với những trái tim đang tổn thương vì một sự đổ vỡ nào đó, câu chuyện của Crash Landing on You phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Nó vừa đủ lãng mạn để khiến bạn thêm nhiệt huyết trong tình yêu, vừa đủ tinh tế để hàn gắn trái tim bạn, khiến bạn tin vào tình yêu và định mệnh thêm một lần nữa. Thế nhưng, nếu chỉ có một bối cảnh thú vị và câu chuyện tình yêu hấp dẫn giữa hai nhân vật chính, Hạ cánh nơi anh hẳn đã không duy trì được rating cao ngất ngưởng xuyên suốt 16 tập như vậy. Có thể khẳng định, Hạ cánh nơi anh sở hữu dàn nhân vật cực kỳ tròn trịa, không thừa, không thiếu. Trong một số tác phẩm khác của Hàn Quốc, nhiều nhân vật đưa vào chỉ để gây hài, nhưng với Hạ cánh nơi anh, các nhân vật phụ
tuy góp phần lớn để tạo nên không khí dễ chịu và đem đến tiếng cười cho khán giả, nhưng thực chất vẫn có vai trò, ý nghĩa với việc phát triển mạch truyện. Sự ưu ái này của biên kịch khiến tất cả các diễn viên đều có đất diễn, đủ để khán giả hiểu và yêu nhân vật mà họ đem tới. Cũng giống như mô típ quen thuộc trong nhiều phim tình cảm Hàn Quốc, đã có nam chính, nữ chính thì cần có nam thứ hoặc nữ thứ, thông thường sẽ gây cản trở và phá hoại mối quan hệ của hai người chính. Crash Landing on You có cả nam thứ và nữ thứ, thế nhưng thay vì chọn cách biến hai nhân vật này thành phản diện hoặc trở thành những kẻ thứ ba quá đáng thương, phim đã tạo ra họ để dành cho người còn lại. Gu Seung-chul vốn là một kẻ lừa đảo, bỏ trốn sang Triều Tiên. Seung-chul từng có hôn ước với Seri nhưng đã bị hủy. Thế nhưng, anh chàng vẫn đem lòng tương tư cô gái thông minh này. Còn So-tan là cô tiểu thư có xuất thân gia đình đầy quyền lực, cả về quân sự lẫn thương mại tại Bắc Hàn. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, lại đi du học phương Tây trở về. Cô luôn xuất hiện với những bộ cánh thời thượng và vẻ đẹp đầy kiêu sa lạnh lùng. So-tan yêu thầm Chang Hyuk từ thời trung học và đã được đính ước với anh từ lâu. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân ngoại giao, nhưng So-tan lúc đầu rất kiên quyết và tìm mọi cách để đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt. Hai nhân vật này, trước hết, giống nhau ở mối tình đơn phương khó có kết quả mà họ đang trông ngóng. Để rồi, sau rất nhiều chuyện xảy ra, họ dần có cảm tình với nhau từ lúc nào. Một chàng trai chuyên lừa đảo luôn xuất hiện với vẻ lịch lãm, xảo quyệt, cùng nụ cười nửa miệng giống như thể mình đang biết tất cả. Và một cô tiểu thư kiêu sa vốn không bao giờ biểu cảm quá nhiều trên khuôn mặt. Tuy không có nhiều thời lượng như cặp đôi Riri, nhưng nhiều khán giả khẳng định họ quan tâm đến chuyện tình của So-tan và Seung-chul không kém gì cặp đôi chính vì các nhân vật đều thú vị và thật sự chân thành. Bên cạnh đó, các nhân vật tại Bắc Hàn cũng gây được thiện cảm lớn với người xem. Bốn chàng quân nhân dưới trướng đại úy Jang Hyuk có thể nói đã góp phần đem tới bầu không khí rất hài hước và gần gũi mỗi lần xuất hiện. Bốn nam diễn viên khắc họa tròn trịa cả tính riêng biệt của từng nhân vật, nhưng cũng bộc lộ được vẻ chân quê và trung thành, làm khán giả khóc, cười theo từng tình huống. Họ không chỉ giúp đỡ cặp đôi nam nữ chính mà còn có mối quan hệ khăng khít với nhau, đem tới những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình đồng chí. Các nhân vật khác trong bộ máy quân sự của Bắc Hàn cũng được xây dựng đủ mạnh như phản diện Cho, luôn xuất hiện với ánh mắt sát khí cùng những âm mưu nguy hiểm, hay anh chàng thực hiện nhiệm vụ nghe trộm với cách phát triển tâm lý đầy cảm động và thuyết phục mà càng về sau, mình tin là các bạn sẽ càng yêu mến nhân vật này. Nhóm các cô hàng xóm ở quân thôn lúc đầu tưởng rằng chỉ được xây dựng để gây hài, nhưng chắc chắn khi đồng hành chỉ qua vài tập phim, bạn sẽ thiện cảm với họ rất nhiều. Họ giống như những người hàng xóm chân chất, có thể hay buôn chuyện và có phần thích hóng hớt thu thập thông tin, nhưng thật tâm là những người rất tốt bụng, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, trọng tình, trọng nghĩa. Tất cả các nhân vật phụ này đều được xây dựng rất đa dạng, mỗi người đem tới một màu sắc riêng đầy thú vị. Chưa kể, phim còn có những màn cameo cực kỳ chất lượng, khẳng định sức mạnh không gì có thể chối cãi của vũ trụ phim truyền hình xứ Kim Chi. Không thể phủ nhận, một trong những nguyên nhân chính tạo nên thành công ấn tượng của Crash Landing on You chính là màn hóa thân quá đỗi ngọt ngào của Hyun Bin và Sung Jae-jin. Nhiều khán giả khẳng định, lần nhập vai này của hai người không chỉ đến từ tố chất và kỹ thuật diễn xuất có sẵn, mà còn được truyền cảm hứng từ cảm xúc thật sự họ dành cho người còn lại. Dù đều từng tỏa sáng nhiều lần ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, nhưng vai diễn Ri Chang Hyuk và Jun Seri vẫn đem tới những sắc màu rất mới lạ cho hai ngôi sao. Đại úy Ri lại một lần nữa chứng minh sức hút của Hyun Bin, dù nam tài tử đã bước sang tuổi 38, khi nhân vật này của anh nhanh chóng trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều fan nữ. Anh chàng quân nhân tưởng chừng khô khan, nguyên tắc hóa ra lại rất đỗi ngây thơ, hồn nhiên, hay hờn dỗi, biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, thích trồng cây và làm những điều ngọt ngào. Còn Jun Seri, tuy lúc đầu xuất hiện là một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng, áp đặt, không quá coi trọng đàn ông và chỉ có những mối tình thoáng qua, nhưng thời gian ở Bắc Hàn biến cô trở thành một con người khác. Từ nữ hoàng kén ăn, cả những món sang trọng nhất cũng không ăn quá 3 miếng, Seri có thể ăn tất cả mọi thứ mà đại úy Ri đưa cho một cách rất ngon lành. Từ một cô gái độc lập, không ưu tiên tình yêu, cô trở nên mỏng manh, nhạy cảm và thực sự khao khát muốn thuộc về một người. Chúng ta nhìn rõ sự thay đổi của hai người khi ở bên nhau và chúng ta cảm nhận được tình yêu đã đem tới những điều kỳ diệu ấy. Niềm tin của khán giả vào nhân vật và tình cảm giữa hai nhân vật là lý do rất lớn cho thành công của tác phẩm này. Cũng chính vì hai diễn viên tình tứ cả trong phim lẫn trong những hình ảnh hậu trường, nhiều fan liên tục đẩy thuyền và mong hai ngôi sao sinh năm 1982 này sớm chính thức hẹn hò. Thực tế, đây không phải là lần đầu Hyun Bin và Son Jae-jin vướng phải tin đồn phim giả tình thật. Kể từ khi có dịp hợp tác trong phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử năm 2018 và ngày càng trở nên thân thiết, cặp đôi vàng của màn ảnh xứ Kim Chi đã 5 lần 7 lượt bị fan của họ gắn ghép thành một đôi. Song, cả hai đều phủ nhận.
Trong một cuộc họp báo của phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử, Hyun Bin cũng bày tỏ mong muốn được đóng phim tình cảm với Son Ye-jin một lần nữa. Và không ngờ, cơ hội đó đến nhanh hơn anh nghĩ. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, Son Ye-jin khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai bạn trai. Trái ngược với bạn diễn, Hyun Bin từng xác nhận hẹn hò với ba người đẹp, Hwang Ji-yeon, Song Hye-kyo và Kang So-ra, nhưng đến nay vẫn lẻ bóng. Hiện tại, đại diện của nam tài tử đã phủ nhận tin hẹn hò với Son Ye-jin, dù nhiều fan vẫn đang ngày đêm trông ngóng. Chính phản ứng này của fan tạo nên sức nóng ngày càng tăng cho series này, kể cả khi nó đã kết thúc. Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công của Hạ Cánh Nơi Anh mà bọn mình chỉ lựa chọn kể ra một vài lý do mà thôi. Bạn thì thấy thế nào? Nếu bạn đã xem phim rồi, bạn thích phim ở điểm gì? Và nếu như bạn chưa xem thì bạn có định thưởng thức câu chuyện tình yêu đầy thú vị này không? Hãy để lại bình luận để cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và chia sẻ. Mình là Linh Ma, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.